Hello, À chào mừng tất tìm cả nha. các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Và lúc hôm nay thì mình sẽ nói về việc di chuyển lắng nghe tiếng Mày chân nó ấy, súng sao ở cho bụng đúng cách. nó đây là cơ. Ừ, sao tên kêu tên mình anh thế? Có tao trước mặt này. Trời ơi, chút nữa mình đi rồi, cái lỗi kẹt đàn này mình mất hoài à. Sao nó không fit đi? Cứ mỗi lần ra bắn thì bị kẹt một cái, nhiều lần chết oan quá. Đồng đội con đang mình biết rõ là đồng đội cứu luôn đấy, bởi vì mình nghe tiếng chân đồng đội nó tới và nó gọi là tới một cái là ngồi im luôn, nghĩa là đang cứu hoặc là nó đang kè mình. Thì trong cái việc nghe tiếng chân á rất là quan trọng luôn các bạn ạ. Khi chơi game á, đứng đầu thứ nhất là phải nghe tiếng chân, thứ hai là kỹ năng rồi mới đưa ra quyết định. Boss nó chạy nó khác người, nó chạy nhịp 1, nhịp 2 à. Ok, và mình xuống đi sọt thì nay giờ đã bắt được 3 thằng rồi. Hai thằng là người, một thằng là boss rồi. Cái việc nghe tiếng chân thì mình sẽ chia ra thành nhiều phần. Phần thứ nhất là nghe tiếng chân trước Mặt sau, con người trái phải. Và phần thứ hai là nghe tiếng chân khoảng cách. quên đi không. Để mình clear xong thì sọt rồi mình sẽ nói tiếp nha. Để mình bắt cái thằng ngoài này nè. Đang ném bom lên, đang ném bom Tiếng lên. chân này ở ngoài sàn này, nó đang kè ngoài sảnh chứ không phải là ở trên 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 lầu đâu này, chắc chắn ngoài sảnh luôn Nhảy nhảy ra ngoài. đấy, biết ngay mà. Ủa sao nhảy không được ta, rồi sau nữa bị đồng đội. Thì cái việc nghe Tiếp tiếng nói. chân mình nói trước là về khoảng cách nha. Khoảng cách thì trước khi các bạn đoán ấy, thì các bạn phải Còn biết rằng cái tai team nghe của mình team là này nghe được còn một khoảng cách thằng. bao xa ấy. Team kia còn Thì muốn nguyên. biết được thì các Nó bạn đến cứ rồi kìa. vào phòng tập rồi xem ai đó chạy ấy, rồi lùi lùi dần đến khi nào mà nó nghe nhỏ nhất hoặc là nó gần mất ấy, các bạn thử binh lên là xem là tai nghe của mình nghe được bao nhiêu mét nha. Có tiếng súng này. Thì với cái tai nghe à, nó đang ở trên trên khu đồi kìa, nó đang chạy ở trên đồi á. Thì với cái tai nghe của Trên mình cái thì đồi nghe thôi được, mà. mình binh được 55 mét anh em ạ, nghe cũng hơi là xa đấy. Này là đang chạy trên Đang đồi bắn này, trên đầu anh này, khoảng chẳng có chỗ nào là dơ. hai thằng trở lên, hai thằng ba thằng gì đấy. Các bạn nghe phải biết tách biệt tiếng chân ra nha, của từng thằng nha, là mới đoán được là team nó có bao nhiêu thằng ấy. Đứng đây bàn không được rồi, để mình móc lên trên đi, lên trên nhà. Nên nhà mình ke góc chứ, nếu mà mình chạy ra phía ngoài trước này luôn, phía sau tuần này thì cũng sợ bị nó bắt lắm. Bởi vì mình chạy ở dưới nó trên đồi nó Thấy thấy. nha, trên đầu vô nhà bắn ra được luôn. Ok, đã ke. Cho tôi biết nào. À, nhấp nhô kìa. Rồi, chuẩn bị lên thớt đi bạn ơi. À, 4 thằng phụ nguyên trên kia luôn, Khoảng bắn 3 chết thằng ông thằng. ơi, không phải 4 thằng đâu. Này thì ngó này. Đấy, xử lý nhanh không anh em? Yên tâm qua rồi. Ui, hên quá. Bị đồng đội mình bắt bằng M24 lên thẳng. Nhảy bên dưới. Thì cái việc nghe khoảng cách thì mình sẽ biết được là địch ở gần mình hay là ở xa mình. Chưa chưa nó Ví dụ như trong trường hợp mình biết địch đầu ở nóc ta quá. xa thì mình có thể đẩy tới thêm nữa để khoảng cách gần dễ bắt hơn. Hoặc là mình có thể bỏ chạy. Còn về việc mà tiếng chân ở trước sau trái phải ấy, thì nó cũng dễ thôi à. Địch chạy trước thì mình nghe nó to hơn, nó nghe gọi là nó tính hồng tâm ở giữa, cái gọi là tai nghe nó ấp vào hai bên thì mình nghe ở giữa ấy. Còn trái phải thì bên trái thì nghe bên trái, mà bên phải thì nghe bên phải thôi. Rồi áp dụng vào tiếng chân nghe gần hay nhỏ Ông khi là đó biết người ta địch còn à. chạy được mà. Giờ đang bình luận cái khúc mà cái team lúc này trên đồi đây, hai thằng hay ba thằng đây, Ông còn thằng chạy tôi rượt theo không được đây mà. nó chạy đâu thôi chứ giờ biết đâu được, kiếm Bắn mãi luôn. quanh resort đâu Đặt. thấy đâu. Con người là cơ. À, có xe Lên. Có thằng gần mà bắn giời thằng đi ơi, dính xe, một thằng viên gần rồi, đó. thằng gần đâu nghe đâu. Chưa nghe, chưa nghe, Enemies ahead. thằng gần ở đâu?
thằng cảnh bên ấy, trong nhà hay không Nhiều ngoài bờ tường á, tiếng hay chân ngoài nhiều bờ khi nó tường. không bị lùi anh em ạ, địch nó đến mà nó không nghe luôn Đừng, á, nhiều tự nhiên bị enemies lùi hay sao á. Giờ mình đang chơi ở cái bàn này là ngoài bàn bờ quốc tường. tế này. À có thằng bên kia đường, mình nghe rồi, sau tầng đá. Vẫn còn ngoài bờ tường. Sau tầng đá, sau tầng đá, Kìa tường không chạy. có đâu, sau tầng đá này. Có tiếng chân địch là mình biết hết mà. Ôi có bom kìa. Trời ơi, cấu máu nhau hả? Thế trận này thì mình sẽ đi squad với team. Clear resort ra thì mình mới được có 4 mảng thôi. Bên kia là hai thằng, một thằng lúc này chạy Có xe. xe Có xe máy đến kìa. Rồi đồng đội mình bắn Nguyên thôi. này. Thì bên kia là hai thằng, một thằng là đá này, ngó đầu này. Với một thằng lúc này chạy xe vào khu nhà. Thằng khu nhà mình không biết được đâu. Ô trời. Để bắn ai đó. Mình không dám đẩy. Cover chỗ nào biết cover được chứ ông. Bên thằng đá này Enemies ahead. không nghe tiếng chân hả? Đã. Bởi vì mình nếu mình đẩy một mình á thì sợ hai thằng nó thấy lúc là mình thấy không được đâu. Rồi. Cái thanh niên đứng làm gì vậy? Bơm máu hả? Biết thế rồi. Ông này chắc không biết nghe Đến tiếng chắc chân rồi. không có ai chủ đôi anh. Không nghe được tiếng chân là một thiệt thòi rất là lớn đấy bạn Anh ơi. đi xe chứ. Cố gắng tập luyện nghe tiếng chân đi. Còn thằng một trên này nữa này. Không nghe gì ạ. Ném khói mà lấy máu. Cứ từ từ Ui, từ. chưa có máu mà. Đang lút đồ nó ra nó xây chỗ hèo nữa. Rồi cũng dở khóc dở cười đó. Kìa có lẽ bỏ bản rồi. Hồi chiều mình nhìn ra cái clip để Sao trận hỏi đồ xem này là anh có em là làm gì muốn không? tìm cách muốn biết cái khả năng của mình hay là gọi là gì nhỉ? Thằng này này. Muốn tìm kiếm Hết rồi. Vẫn còn một à? quên mất rồi ta. Ôi giời, anh thanh niên nip đây. Mày con gái thôi. Mình ta lại bắn mấy thằng đi. Con gái hả? Nói thật chứ các bạn ạ, mình bắn có bao giờ mình để ý tên với là người nước nào hay là con trai con gái đâu. Bắn xong đấy là thôi. Như kiểu mình là cứ vào chơi là đi kiếm mạng. Cho nên là ai mà chơi cùng mình thì nhiều khi cũng gọi là cũng hơi khô khan. Cho nên đừng có buồn nhé. Ơi lên xe đi thôi. Một bo đi. Trận này mình sẽ cố gắng lấy top 1 và mình có cố gắng đoán tiếng chân cho anh em xem nha. Xem khả năng đọc tiếng chân của mình như thế nào nha. Thì mình đã vào bo rồi. Nãy giờ mình cam ở trong khu Pai Nan mà không thấy người. Thì mình nghe tiếng súng bên kia kìa, Enemies ahead. 145 kìa. Ôi À, có cái thằng đội chạy tử kìa. thần này. Thấy rồi nha, thấy rồi Không. nha. Nằm bo nữa kìa. Thằng lăn. Enemies ahead. Thằng lăn đâu vậy? Ba viên này. Ôi, ba bốn viên gì rồi mà không được viên nữa là nó nốc rồi. Bo hiện tại thì cũng bo nhỏ rồi, còn có 12 người thôi. Enemies ahead. Trừ team mình ra thì còn có 8 người nữa thôi. À, lúc này mình nói mà mình quên mất. Lúc chiều mình định Ta ra lên cái cái đồi video này là nguy các bạn hiểm lắm luật ơi. muốn muốn tìm kiếm cái kỹ năng hay là chỉ là suốt ngày vào game đi lút dạo ấy. Mình có làm sẵn cái video rồi nhưng mà cái bộ nhớ máy mình nó đầy quá nên tự dưng mình xóa video mà mình lỡ mình xóa mất tiêu giờ chả có video đâu mà làm cho các bạn nữa. Thế để sau gì đấy rồi mình ra video rồi mình làm cho các bạn xem nha. Kỹ năng cũng rất là cần thiết đấy. Các bạn muốn tìm kiếm kỹ năng thì các bạn phải nhảy vào khu đông thôi. Bắt buộc là vậy. Vì khi vào khu đông thì các bạn mới nghe được nhiều nè, bắn được nhiều nè. Rồi có chết thì mình cũng biết là mình chết ở đâu, sai chỗ nào, vì sao chết. Bản chạy mà bản năm đó thì sai lầm lớn rồi.
quá sai lầm luôn. Có thằng ngoài bo luôn, hướng đó luôn nha Lực. Hướng nào? Tao cũng đá xa nhất á. Đá này hả? Enemies ahead. Không, đá này này. Enemies ahead. À. Để mình lại gần. Không nghe gì hết. À, sao có cây. Thấy, nhưng mà không nghe. Khi đột, khi đột. Hắn nó ra ăn chết thôi. Chạy đi đâu được. Có bom 2000 IQ nè các bạn nè, xem nè. Đấy. Biết ngay mà. Quá thơm. Và quá dễ. 2 thằng kìa. Dưới đồi. Đâu đâu. Enemies ahead. Trời ơi, mình mắc lỗi rồi. Lỗi là bởi vì là mình đứng trên này tách mà mình không tách ở dưới, cho nên là bị tụi nó bắn bom kìa. Enemies ahead. Là bên này chết chưa? Bên này có à? Này có thằng bên này nữa mà. Thằng đó chết rồi. Chết rồi hả? Mày đồng đội mình tỉnh phết nhỉ. Nghe tinh thần thì các bạn phải biết phân biệt đấy nha, tinh thần đồng đội với tinh thần quân địch ấy. Tinh thần ở trong nhà với đồng đội mình bị nốc rồi kìa, có gạt luôn kìa. Hai thằng hướng bên này rồi. Ôi sao để đơn thế này. Ôi trời ơi, mình để đơn lúc nào mình không biết nữa. Thì các bạn phải biết phân biệt nha, tinh thần trong nhà hay là ở ngoài nha. Ví dụ như ở trong nhà thì nó kêu cục cục. Đấy cục đá không ơi. Mà ở ngoài thì kêu nó sọt sọt đấy. Thì một thằng đi mà ở trong nhà các bạn cũng phải biết là phân biệt là ở trên lầu hay là dưới nha. Trên thân lửa, thân thường đó nha. Đứng chạy ra, ông này chạy ra không lại bom mà phát chết ba thằng đi rồi. Nói lắp bắp ghê á. Em đi mặt đi. Enemies ahead. Ước gì có bạn nào mà mến mình mà vào chơi chung với mình thì hay biết bao nha. Làm chỗ chắc ăn. Bây giờ thì lên. Còn một thằng nữa thôi. Đi ôi, săn đi ba ông đi cùng nhau săn săn đấy nhanh. Cái gì nó gặp mình là mình đi săn nè. Làm sao ăn được ba được. Một mình mà còn hai thằng mình cũng đi săn. Hai ba thằng, ba thôi, thằng cũng trên đi săn đá rồi nhé. Nó đâu đây cho bo này thì nó ở đâu đá được. Đá trước mặt hướng 310. À đây nè. Ôi vai nổi thành điên nằm à. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video nha. Like.